cái đó thì phải nói rằng một cái duyên may nữa. Dạ. Tức là mình cứ sống tới rồi á, mình được thầy dạy, nhưng mà cái người đời, cái ở đời nó ngộ lắm. Tức là ở trong cái đời của lũ có cái câu đó, có ở trong cảnh mới hiểu được người trong cảnh. Dạ. Từ người lớn có thể dạy mình đủ thứ đó, nhưng mà tới chừng mình bị dấp té rồi mình mới biết đau kiểu nào. Nó vậy đó. Dạ. Thì là hồi còn trẻ đó, sống mắc cười lắm, tức là sống cùng điên lắm. Thì như cô nói là hai mấy tuổi mà có đủ thứ mà bơ vơ, cái tâm hồn bơ vơ. Cho nên là đi ra đường thấy một cái cảnh mà cái cô, tại vì đi hát về đêm thì có khi là để xe tại rạp luôn, không lái xe. Dạ. Lái xe của mình là thích lái, đi cùng điên. Thì có khi là để xe đó. Dạ. Có hôm trường quân năm ranh để xe rạp, cái đi bộ về. Thì tới cái rạp Thái Bình á, gặp một cái cô gái mại dâm. Dạ. Cổ đi khách rồi, khách không trả tiền cổ mà còn lấy tiền cổ, còn lục lấy tiền cổ, lấy cái bóp về. Thì mọi người rượt đuổi ra ngoài đường đó, mà thấy cái ông đó là ông mạnh mà, cái ông nắm cái đầu cổ mà ông đập đập xuống cái cống ở chỗ cái chợ Thái Bình á. Dạ. Trời ơi, mình nghĩ mình muốn xong tới mình làm cái chuyện gì á, mà cái mình nhìn lại mình thấy mình không có làm gì được á, mình tức quá, buồn quá, về tối uống thuốc ngủ tự tử chết. Hả? Khùng. Dạ, tức là mình cảm thấy mình bất lực quá. Dạ. Mà cái xã hội, cái thế giới của mình sống sao cuồng loạn thế, mà sao người ta ác thế. Dạ. Đã đi rồi không trả tiền thì thôi, cái này còn lấy cái bóp của người ta nữa. Dạ. Thì đó là những cái việc mà mình tự tử khùng điên như vậy đó là ba lần. Thế đó là lần rồi, còn hai lần nữa. May là nó chắc tổ nghiệp chưa có cho chết, còn phải sống nằm diễn như vậy nha. Yeah. Rồi á là một số những cái gì đó không biết nữa, tình cờ thì có lần nào cũng có người cứu, thì mình mới nghĩ là không biết cái số mắc cười sao đấy. Nhưng mà mình rõ ràng là khi mẹ mất thì hay là cha mất, những đứa trẻ mồ côi đó mình cảm nhận là nó bị phân nửa cái cơ thể, nó bị vỡ, nó bị tật nguyền. Mà con biết rằng nếu mình tật nguyền tay hay chân gì thì người ngoài đời ta sẽ đỡ mình đi. Dạ. Mình hơi khùng khùng chút thì ta cho mình vô nhà thương điên. Ở đây người ta thấy mình mọi thứ rất đàng hoàng. Ừ. Thì cái vết thương của mình ở trong não không ai thấy, nhưng mình thấy. Dạ. Mà cô phải nói rằng kể cho con nghe như vậy để mà cảm ơn cái cuộc sống này, cảm ơn cái nghệ thuật cải lương, và cảm ơn bà con đã thương mà Tuyết. Bởi vì nhờ những cái vở tuồng cải lương đó, nhờ những cái tiếng vỗ tay đó, mà cô cảm thấy cái bệnh của mình nó từ từ nó lành lại. Yeah. Và một hôm nó xem được cái quyển Bước Đầu Học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ, thì cô nói đó, mình được hát cải lương của Việt Nam, mình sẽ sống chết với cải lương. Bây giờ mình có Đạo Phật thì mình cũng sẽ Đạo Phật Việt Nam. Thì mới đọc ra, mới tìm hiểu, mới biết Hòa Thượng Thanh Từ tu theo thiền, nhưng mà của Đức Vua Trần Nhân Tông, của phái Yên Tử. Yeah. Của phái Thiền Yên Tử. Yeah. Tức là ở trần vui đạo hay tì duyên, đói đến thì ăn nhọc ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Tức là trong nhà có báu là con tự tốt rồi. Yeah. Còn đi kiếm cái gì nữa, làm sao cho cái tốt của mình nó ngon lành đi. Yeah. Thì cái tri thức đó nó sẽ giúp cho mình giác ngộ. Thì là bỗng nhiên gặp được một cái viên thuốc an thần đó, mà bắt đầu tìm hiểu. Đi Ấn Độ, đi Tibet, đi Tây Tạng. Yeah. Để tìm hiểu coi cái ngọn nguồn của cái Đạo Phật là cái gì. Thật ra là người ta đến với Đạo Phật cũng nhiều thứ. Còn cô đến với Đạo Phật thì bằng cách là trả lời cho mình những câu hỏi mà của các triết gia trên thế giới ưa hỏi. Căng rồi kiết cơ ga rồi, hỏi là tôi là ai, tôi từ đâu đến, tại sao tôi đến đây. Yeah. Và tôi đến đây làm gì, sao không ai hỏi tôi có muốn đến đây hay không, và bây giờ đến đây nữa rồi đi đâu. Tức là những cái câu hỏi lớn của đời người mà từ cổ đại Hy Lạp. Yeah. Cho tới sau này. Thì sau khi mà thiền này kia, nói chung thì mình trả lời được cho mình cái câu hỏi đó, thì từ lúc đó thì cô không có thắc mắc nữa. Yeah. Mà nói với cuộc sống rằng ok, đồng ý. Tức là sẽ sống như là cái cuộc đời của mình đang sống, và sẽ làm những cái việc có thể làm được trong phạm vi của mình, để đừng có làm tổn thương người khác. Thì phải nói rằng dạ, tức là mà chính vì nhờ cái đó cho nên là rất nhiều tuồng của cô hát, rất nhiều bài của cô viết
thì đều là có thể chia sẻ với những mảnh đời, chia sẻ với những kiếp đời mà mình biết rằng họ cũng như mình, nhưng mà cái cuộc sống khiến cho họ có những cái nỗi niềm mà họ mình còn có tuồng để nói, người ta không có gì để nói. Và cô rất thường thường là đi ra ngoài phố đó, tức là nhìn thấy một cái nhóm người mà mặc áo cam bây giờ đó, yeah. Hồi thời trước là màu khác, bây giờ đến màu cam, tức là đi quét đường. Mà thậm chí cô nói với lại là quản lý á, tức là dẫn cô đi mấy cái giờ với mấy cái chỗ nào mà mấy bạn nói nhiều đó, tức là mình đứng từ xa mình quan sát, sao thấy thương quá. Và nếu mình một ngày mình đi qua cái con đường đó mà mình thấy sạch vô cùng á, thì mình biết rằng đã có những người nhân loại như mình đổ mồ hôi xót con mắt, đã quét từ sáng đến trưa và làm cho cái con đường sạch. Yeah. Mà mình đừng nên làm dơ nó. Thì mình nghĩ rằng đấy, tức là những cái việc đó thì mình ok với trời đất, tức là sẽ sống tiếp. Yeah. Không chỉ là một người nghệ sĩ tài hoa ít độ mà còn là cố gắng làm sao để đưa được cái tác phẩm của mình mang cái sự giúp ích cho cuộc đời này. Yeah. Nhất có thể. Yeah. Và đó lý do vì sao mà các khán giả tại Việt Nam vẫn luôn yêu mến cô Bạch Tuyết dù là bao nhiêu năm trôi qua rồi. Mà hôm nay đó sẵn đây để nói nhiều chuyện ghê lắm phải không? Tại vì khó mà nói để nói cái lời biết ơn người khác. Yeah. Ít có dịp lắm. Cô cảm ơn đài của mình, cảm ơn ban tổ chức đã cho cô có được cái giờ hạnh phúc ở đây. Là tại vì sao? Tức là hồi nãy em nói cái khán giả đó thương đó, thương lạ lắm, khán giả cải lương thương lạ lắm. Tức là cái hôm mà cô báo phụ nữ đăng là Bạch Tuyết ngủ một đêm thức dậy trắng tay thì cũng chưa ai biết cái chuyện đó chuyện gì. Yeah. Nhưng mà vài hôm sau đó là có một số tiền lớn gửi từ ở mấy nước ở Mỹ về, không biết sao ta kiếm được số điện thoại. Sao ta kiếm được số điện thoại, có người mang lại. Yeah. Nói rằng nghe nói cô Bạch Tuyết vậy đó, mà tụi tôi đâu có muốn, mà tụi tôi không tin, không biết chuyện gì nữa. Hồi trước mắt là gọi là giúp cô vậy đi. Rồi có những người ở Sài Gòn, những đại gia ở Sài Gòn, tức là bà đó là người Quảng Ngãi, bây giờ bà vừa mới mất năm rồi. Yeah. Bà nói bà tới bà gặp cái bà nói, này bà Tuyết bớt thương cháu thì bớt thương lắm mày, mày thường thường là mày không có đem đồ chi, mà lúc mày ở biệt thự vậy mà trừ là mày ở nhà mướn thì bác đem đồ lại cho mày đeo, thì cho vàng cho kim cương đeo. Mà mình nghĩ đó là tính sơ sơ ra đó thì ít nhất cũng cả tỷ đồng. Dạ. Yeah. Tức là ngồi bàng hoàng thế này, bác ơi bác cho con chi nhiều vậy bác, con này kia, nè con, cuộc đời này không ơi ai biết được ơi. Dạ. Yeah. Bớt từ Quảng Ngãi đi vào đây, bác có hơi chỉ vợ mấy mươi năm sau bớt phải nhờ người giúp đỡ con, rồi bớt có mấy đứa con làm tổng giám đốc, rồi có tiệm vàng, và bớt sợ trời đất, bớt chỉ thương cái người ăn ở có đứa con, lúc bình thường con nuôi giúp người, bác trừ là bác giúp con đi. Trời ơi, mà lúc đó mình không thể từ chối. Dạ. Tại vì bà không cho. Nhưng mà đến chừng mà 3 năm sau đó thì mình hoa này kia rõ rồi, cái mình thương với bác ơi, con đã nhận được cái duyên của bác, bây giờ bác cho con gửi lại để bác giúp những người khác. Thì hai bà cháu nước mắt ròng ròng, mày thì đón cho tao giúp mày, tức là nói chung á là bác không còn nữa, nhưng mà những đứa con của bác còn. Hôm nay cho bà Tuyết nói cái việc đó của mẹ của các bạn, để cho các bạn cảm nhận được cái thế giới này rất là thiêng liêng. Yeah. Đó là một. Còn một việc nữa cho cô nói luôn. Yeah. Tức là khi mà cái số của cô, số tử vi ấy, là lúc nào cô ở nhà đẹp. Cái lúc đó có chuyện, cái cô nói giờ mình hết ở nhà đẹp rồi ta. Tại vì mình đi muốn nhà mà, phải không? Cái xong nghe mấy người trẻ giống như quản lý của cô bây giờ vậy đó, mà mấy fan nó sao mà thương Bạch Tuyết dữ lắm, mà nghe đọc báo nghe cái lời mới bu lại, mà mấy người đó vô tô. Dạ. Cái nói cô đừng có lo, để tụi con đi kiếm nhà cho cô, chứ cô đừng kiếm, cô không biết đường kiếm đâu. Mà lúc đó cô mới đi chung với mấy người đó. Dạ. Cái xong ai nấy thấy, ủa sao thấy báo đăng Bạch Tuyết vậy mà giờ còn thấy đi ngồi sau xe mô tô cũng mấy bạn trẻ không à. Dạ. Mà vui lắm, cười hắc hắc hở đi mướn một cái nhà. Thì lợi đó là cái nhà đó một công ty mướn, người ta cho mướn 700 đô. Nhưng mà gặp cô gái, cái cô gái nói, ý của Bạch Tuyết, ba cô thích cô lắm, để con gọi cho ba, để ba con bớt tiền cô. Cái xong gọi, cái ông già nói, con đó hả?
Trời ơi, đời người lên dối xuống dốc bình thường con. Nhưng mà con vốn tốt mà, cho nên là để bác giúp con. Dạ. Bây giờ con có nhiêu tháng con trả, tháng nào con có tiền khỏi trả bác. Trời đất ơi, dạ, bác ơi, bây giờ con nói trên tivi để cho mọi người hiểu được cái tấm lòng của bác. Trời đất hiểu được tấm lòng dạ. của bác. Đây là lần đầu tiên mà mình có thể làm được cái chuyện này. Mình sống tốt là mình sẽ gặp quý nhân luôn. Thì cái đó cho tới bây giờ đó là con thấy rằng đó là sự thật chứ không phải là giấc mơ. Tức là hả, cuộc sống nó không có ngẫu nhiên. Dạ. Đúng không? Tức là hả, con vay gì trả đó. Dạ. Rồi. Xong, nói nhiều quá rồi. Dạ.